Thưa quý vị, sau khi hoàn tất thủ thuộc thâu tóm Twitter vào tháng 10 năm 2022, thì vị tỷ phú Elon Musk đã thực hiện cải tổ mạng xã hội này bằng cách cải tổ và tinh gọn bộ máy nhân sự hàng chục nghìn người. Kể từ đó cho đến nay thì đã có 7 đợt sa thải đã được tiến hành. Vào hôm ngày 25 tháng 2 vừa qua là đợt sa thải thứ 8 với khoảng 50 nhân sự. Theo The Information, việc cắt giảm các nhân viên lần này đã ảnh hưởng đến nhiều nhóm kỹ thuật, bao gồm cả những nhóm hỗ trợ công nghệ quảng cáo, ứng dụng Twitter chính, cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật để duy trì hoạt động của hệ thống Twitter. Đợt cắt giảm việc làm mới nhất được cho là nhằm bù đắp sự sụt giảm doanh thu sau khi ông Musk tiếp quản Twitter. Twitter hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Dự kiến mạng xã hội này sẽ tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên vốn bị giảm ít nhất là 70% xuống khoảng 2.000 người. Bản thân ông Musk từng đề cập đến khả năng Twitter có thể phá sản sau khi nền tảng này rơi vào tình trạng hỗn loạn với cảnh báo từ cơ quan quản lý Mỹ và sự ra đi của một loạt người đứng đầu các bộ phận trọng yếu.